Kính chào tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Tạp chí Võ thuật được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Thưa quý vị, trong thời kỳ hội nhập và phát triển toàn cầu, Việt Nam là điểm đến và thu hút sự đầu tư của rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Những người nước ngoài đến đây, họ mang theo những nét văn hóa đặc trưng của đất nước, một trong số đó chính là võ thuật. Trong chương trình Tạp chí Võ thuật tuần này, chúng ta cùng đến với câu chuyện về ông Hayashi Hideki, giáo viên dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng ông vẫn hàng ngày miệt mài rèn luyện võ thuật với môn kiếm pháp mà ông đã theo đuổi trong suốt 15 năm qua. Hayashi Hideki đã có thời gian dài làm việc tại Nhật Bản trước khi sang Việt Nam vào năm 2020. Ở xứ sở mặt trời mọc, môi trường làm việc rất nhiều căng thẳng và áp lực. Chính bởi vậy, ông đã quyết định tìm đến với võ thuật như một liều thuốc tinh thần, giúp bản thân thư giãn và cởi bỏ những phiền muộn trong cuộc sống. Võ thuật với tôi như một liệu pháp tâm lý hữu hiệu giúp cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Tính đến nay, tôi đã theo đuổi kiếm pháp Nhật Bản được 15 năm. Tôi cũng không ngờ mình lại yêu và đam mê đến vậy. Kể từ năm 2007, khi lần đầu tiên tôi biết đến võ thuật, đến nay kiếm pháp giống như hơi thở và tôi không thể ngừng tập luyện mỗi ngày. Trong khoảng thời gian 2 năm làm việc và sinh sống tại Việt Nam, với vốn kiến thức về kiếm pháp Nhật Bản, người đàn ông năm nay đã gần 60 tuổi, không ngừng truyền dạy và đi giao lưu cùng các bạn võ sinh. Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hữu nghị từ rất lâu. Đó là điều đáng quý và đáng trân trọng của hai nước, hai quốc gia. Hiện nay cũng có rất nhiều những công ty Nhật Bản đặt trụ sở tại Hà Nội và nhiều người từ quê hương tôi đến đây làm việc, sinh sống. Tôi cũng mong muốn thông qua võ thuật sẽ kết nối mọi người với nhau, giúp các bạn có thể hiểu hơn về đất nước và con người chúng tôi, cũng như tôi có thể tiếp thu những nét đẹp trong văn hóa, cuộc sống từ chính các bạn Việt Nam. Chính sự cầu thị và gần gũi đã giúp Hayashi Hideki nhận được tình cảm từ các bạn võ sinh trong câu lạc bộ Busetsukan Dojo Hà Nội. Vào mỗi tối thứ hai hàng tuần, ông thường đến đây để giao lưu và tập luyện, cũng như thỏa mãn niềm đam mê với bộ môn kiếm pháp mà mình đang theo đuổi. Kiếm pháp Nhật Bản đòi hỏi rất cao về kỹ thuật, đó là nghệ thuật chiến đấu để tấn công và hạ gục đối thủ. Tôi nghĩ đây không đơn thuần chỉ là một môn võ, mà đó là quá trình tư duy. Hiện nay, phong trào tập luyện kiếm pháp đã được mở rộng và phát triển ở rất nhiều nơi trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, tôi nhận thấy các bạn cũng rất đam mê. Trong thời gian tới, tôi muốn mình sẽ có một câu lạc bộ riêng để có thể đứng lớp truyền dạy lại những gì tôi biết về kiếm pháp tới các bạn. Cũng giống như karate, aikido, kiếm pháp của Nhật Bản cũng ngày càng thu hút nhiều võ sinh. Đó là lý do để Hayashi Hideki tiếp tục theo đuổi và hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Mỗi quốc gia đều có những nét đặc sắc riêng trong văn hóa và trong võ thuật. Trong thời gian ở đây, tôi cũng đã được tìm hiểu rất nhiều những môn võ khác nhau. Tôi cảm thấy thực sự thích thú. Ngoài ra, tôi cũng đã làm quen được với rất nhiều bạn bè mới. Họ thân thiện và luôn giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Tại Việt Nam, công việc của Hayashi Hideki là giáo viên dạy tiếng Nhật. Ông rất yêu thích công việc này. Bên cạnh niềm vui lên lớp mỗi ngày, thì việc tập luyện kiếm pháp cũng giúp ông vơi đi nỗi nhớ gia đình, người thân ở quê hương. Công việc của tôi chủ yếu diễn ra vào lúc chiều tối. Tôi dạy tiếng Nhật cho những người đi làm và sinh viên. Việc dạy học không quá áp lực, đủ để tôi có thể trang trải cuộc sống hàng ngày. Tôi rất mến các học sinh của mình. Họ cũng hay kể cho tôi những câu chuyện về cuộc sống, đất nước và con người Việt Nam. Đồ ăn ở đây rất ngon, rất hợp khẩu vị đối với tôi. Dù còn nhiều những bỡ ngỡ tại Việt Nam, nhưng Hayashi Hideki vẫn đang từng ngày làm quen và thích nghi với mọi thứ. Võ thuật giống như sợi dây giúp kết nối với bạn bè, những người cùng có chung niềm đam mê và sở thích, để từ đó ông thêm yêu và gắn bó với nơi đây.
Trong các sự kiện thể thao quốc tế, võ thuật luôn là mỏ vàng và cung cấp nhiều chiến tích cho đoàn thể thao Việt Nam. Nếu so sánh với Kusu, Taekwondo hay Karate-do thì rõ ràng Kung Fu Thiếu Lâm Tự không phổ biến bằng. Tuy nhiên, trong phóng sự sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn chân dung một vị võ sư, người có công phát triển môn võ này tại Thái Nguyên và các địa phương khác trên cả nước. Võ sư Hắc Long sinh năm 1966 tại Bắc Giang, yêu thích võ thuật nhưng không được gia đình đồng thuận, nên năm 14 tuổi, một thân một mình ông du hành khắp đất nước và dừng chân ở thành phố Hồ Chí Minh để tầm sư học đạo. Thành tài, năm 1990, ông làm họa sĩ cho đoàn kịch nói ở Thái Nguyên, đồng thời mở lớp võ thiếu lâm cung phu tại đây từ đó cho đến nay. Sau 25 năm, môn phái của ông giờ đây đã thu hút được hàng vạn môn sinh theo học, nhưng ít ai biết, để mở ra môi trường truyền dạy và phát triển thiếu lâm cung phu, võ sư Hắc Long đã phải trải qua không ít khó khăn. Rất nhiều khó khăn, gian khổ. Những cái cơ chế của những cái thập niên 80 và đầu 90, lúc đó cơ chế là hầu hết là tôi mất khá nhiều thời gian khổ luyện công phu, và khi mà truyền bá võ thuật ở Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh nói chung thì mất 10 năm phải dạy, không được cấp giấy phép. Mỗi môn võ đều có một giá trị riêng. Nếu những người tập thiếu lâm công phu là để rèn luyện sức khỏe và tự vệ, thì mục tiêu mở ra tập đường này của võ sư Hắc Long là muốn truyền bá tinh hoa võ thuật dân tộc cho những thế hệ sau. Mục tiêu của tôi là muốn truyền bá tất cả những tinh hoa võ thuật dân tộc cho những thế hệ sau. Bởi vì văn hóa truyền thống là linh hồn của một dân tộc. Nếu một dân tộc mất đi cái văn hóa truyền thống thì không còn cái gốc gác của dân tộc đó. Là người nghiêm khắc nên tiêu chí tuyển chọn môn sinh của võ sư Hắc Long cũng vô cùng nghiêm ngặt. Yêu cầu đầu tiên và cũng quan trọng nhất dành cho các học viên là phải đặt chữ đạo lên hàng đầu. Cái tiêu chí đầu tiên là con người ta phải biết hướng thiện, làm những điều thiện và cầu cái sự mà học đạo. Tất cả các ngày trong tuần, tổ đường của võ sư Hắc Long tại Thái Nguyên luôn là điểm đến của những ai yêu thích thiếu lâm cung phu. Thành phần tuổi theo học môn võ này vô cùng đa dạng, từ các em nhỏ cho đến thanh thiếu niên. Thiếu lâm cung phu Việt Nam đào tạo tôi cho đến ngày hôm nay trở thành một con người có thể nói là đầy đủ đức, trí, dũng, cho tôi biết thế nào là võ đạo, thế nào là võ đức. Ngoài ra nó đem lại một cái lợi ích vô cùng to lớn về sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, cái hay và đặc biệt ở võ sư Hắc Long còn ở chỗ đam mê của ông không chỉ gắn liền với binh đao và võ thuật. Đôi bàn tay mạnh mẽ, rắn giỏi ở tổ đường ấy bỗng nhiên trở nên mềm mại qua từng nét vẽ đường cọ mà ông cũng đồng thời là một họa sĩ có tài. Tôi đam mê cả hội họa lẫn võ thuật, hai cái nó song hành trong cuộc đời của tôi và nó luôn luôn đi theo cuộc đời của tôi, cho nên là không nghiêng sang cái nào cả. Nếu trong âm nhạc, nhạc sĩ đôi khi mang những nỗi niềm của mình vào trong các ca từ, thì võ sư Hắc Long cũng vậy. Những gì ông đã trải nghiệm trong cuộc đời cũng được truyền tải vào những bức họa. Hầu hết là tất cả những tác phẩm của tôi là mang dấu ấn của cuộc đời, mà những cái trải nghiệm trong cuộc đời, cái bước đường đời không bằng phẳng của tôi. Và mình vẽ những cái gì mình cảm nhận được, cái hiểu được, chứ không nó sẽ trở thành những sự vay mượn trong tác phẩm. Võ và vẽ mang hai thái cực khác nhau. Nếu võ thuật là đường nét của sự vận động và triết lý của võ học, thì hội họa là sự biểu đạt những cái đẹp bằng cảm xúc qua nét vẽ. Rõ ràng, hai loại hình nghệ thuật này tưởng như khác nhau, nhưng võ sư Hắc Long đã kết hợp một cách tài tình giữa võ và vẽ để mang đến sự cộng hưởng. Tôi đã lồng cái hội họa vào võ thuật là những cái đường quyền, nó phải hoa mỹ. Nó vừa có hiệu quả, có tính chiến đấu cao, nhưng phải có hoa mỹ đẹp. Cái đường quyền nó biểu hiện là những cái tạo hình của hội họa, những đường nét, những cái điêu khắc. Và thổi những cái hồn vào những đường quyền và truyền cảm hứng đấy cho võ sinh. Lặng lẽ đi giữa cuộc đời, võ sư Hắc Long đã nói về mình như vậy. Nhưng cuộc đời ông vẫn là một sự trải nghiệm âm thầm và đôi khi cô độc.
Nhưng con người lặng lẽ này được biết đến là người có công phát triển môn võ thiếu lâm công phu duy nhất tại miền Bắc hiện nay. Dẫu vậy, võ sư Hắc Long không muốn mọi người nghĩ mình như thầy dạy võ mà phải là người truyền bá võ thuật. Trong tiểu mục Võ Muôn Nơi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với lớp tập huấn võ cổ truyền mới kết thúc cách đây không lâu. Tại đây, bên cạnh việc được phổ biến các luật thi đấu mới, các học viên còn được thấm nhuần tư tưởng, triết lý trong việc học võ với thực tiễn đời sống. Từ ngày 25 đến 30 tháng 4, Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn cho các trọng tài và huấn luyện viên võ cổ truyền quốc gia năm 2022. Với số lượng hơn 200 thành viên đến từ 41 đoàn trên cả nước. Trong một tuần lớp tập huấn diễn ra, bên cạnh việc được phổ biến luật thi đấu mới ban hành năm 2021, các học viên sẽ được bổ sung kiến thức về đường lối quản lý thể thao, vận dụng y học thể thao trong tập luyện và thi đấu. Tổng cục Thể thao muốn nâng cao đội ngũ trọng tài, trình độ chuyên môn để điều hành các giải đấu trong năm. Quan trọng nhất là cuối năm, Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra. Mục đích thứ hai, chúng tôi muốn qua cái lớp tập huấn sẽ gì bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa của dân tộc. Mục đích thứ ba là gì phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung và môn võ cổ truyền nói riêng được rộng khắp trên toàn quốc. Tôi được hiểu rõ được tầm quan trọng của võ cổ truyền trong đời sống, giúp ích cho tôi được nâng cao được khả năng trong công tác huấn luyện, cũng như giúp ích được khả năng được hiểu rõ về phục hồi chấn thương và chữa trị chấn thương cho vận động viên và nắm rõ được luật thi đấu. Để được nhận giấy chứng nhận, các học viên sẽ phải hoàn thành các bài thi cả lý thuyết lẫn thực hành. Sau thời gian học lý thuyết, các học viên đã trải qua phần quan trọng nhất của lớp tập huấn, đó là các bài thực hành. Trong đó có 7 nội dung thi đấu tự chọn và 10 bài quyền quy định với luật đối kháng có sự thay đổi. Thì so với trước đây, luật nền vẫn là nền tảng của môn võ cổ truyền, nhưng chúng ta có bổ sung thêm một số các cái kỹ thuật cần thiết để nâng cao cái trình độ chuyên môn của võ cổ truyền, nâng cái tầm của môn võ cổ truyền. Đó là đưa vào việc đánh chỏ, đánh gối. Và bên cạnh đánh chỏ, đánh gối thì bổ sung thêm các cái đòn như là táo đĩa hoặc là cắt kéo, làm cho cái cuộc thi đấu nó phong phú hơn. Đấy là những điểm đặc sắc ở trong lần này đối với cái luật thi đấu võ cổ truyền. Đây là một nhóm đang tập luyện 10 bài quyền cơ bản của võ cổ truyền. Bài đầu tiên có tên Lão Mai Quyền. Đây là một bài quyền cổ áp dụng luật của võ cổ truyền và được đưa vào các bài quyền quy định ở hội nghị chuyên môn năm 1994. Với các đòn thế cương nhu hài hòa, giúp người tập rèn luyện ý chí, bản lĩnh và sự khéo léo trong cả phòng thủ lẫn tấn công. Cùng với bài quyền này, Ngọc Trản Quyền là hai trong số những bài quyền nổi tiếng nhất trong môn võ cổ truyền. Ngọc Trản Quyền được đưa vào hội nghị năm 1995. Đây là bài quyền công thủ phản biến, phối hợp đồng đều, thể hiện sự chiến đấu trên bốn hướng. Kỹ thuật đòn tay và chân của bài quyền này áp dụng hiệu quả trong đối kháng. Bài quyền tiếp theo là Hùng Kê Quyền. Với kỹ thuật độc đáo, sử dụng chiêu thức là thế đánh của gà chọi. Với kỹ thuật độc đáo, đặc biệt là kê thủ với hình tượng của móng và cựa gà. Hùng Kê Quyền được đưa vào hội nghị chuyên môn năm 1993 và là một bài quyền mang đậm nét văn hóa người Việt. Rõ ràng, đây là một văn võ của một dân tộc, có chiều dài lịch sử võ đối với chiều dài lịch sử của dân tộc. Đã từng chiến đấu, giữ nước, dựng nước, đã từng mở mang bờ cõi, đã từng hung đúc cái tinh thần hy sinh để bảo vệ đất nước. Cái quan trọng của mỗi con người Việt Nam, đây là của mình, vốn quý của mình. Mọi người đã trải qua rất nhiều thời gian lịch sử, họ đã tập luyện. Thế bây giờ con cháu, các thế hệ trẻ, tôi mong muốn hãy tiếp bước cho ông tập luyện. Bởi vì tập luyện võ không phải chỉ để đánh giặc, mà tập luyện võ là phát huy cái tinh thần sức mạnh của nội dung. Không phải chỉ sức mạnh về thể lực, mà sức mạnh về tinh thần, về ý chí. Khi con người có hội đủ những điều kiện như vậy, thì môn võ dân tộc chính là môn dành cho các thế hệ tiếp theo. Với mục tiêu phổ cập võ thuật rộng rãi, định hướng đúng đường lối,
chủ trương của Đảng và Nhà nước. Lớp tập huấn võ cổ truyền quốc gia 2022 hướng đến mục tiêu xã hội hóa môn thể thao này, từ đó phát huy và bảo tồn nét truyền thống văn hóa dân tộc.